Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc bán tải. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger Wildtrak. Đây chính là chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được 7 vạn km rồi ạ. Chiếc xe này mới lăn bánh 7 vạn km thôi cho nên là nó còn rất đẹp, còn nguyên bản từ cái dàn lốp ạ. Cả cái dàn lốp này còn nguyên bản, trừ những chi tiết mà chủ xe đã độ lên thì là nó còn nguyên bản hết ạ. Và chiếc xe này chủ xe đã độ lên rất là nhiều đồ. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn từng những cái bộ phận mà chủ xe đã độ lên. Đầu tiên quý vị và các bạn xem về cái phần đầu, cái phần đèn của chiếc xe đây ạ. Quý vị và các bạn thấy được là chủ xe đã độ lên rất là nhiều đồ nha. Phần đèn chủ xe độ lên rất là đẹp đấy ạ. Đấy, cái phần đèn này là chủ xe đã độ lên này, từ những cái đèn led xi nhan này cho đến đèn pha bi xenon này. Đấy, đèn led, đèn pha bi xenon, đèn gầm cũng đã được độ đôi đèn bi xenon, một bên sáng trắng và một bên sáng vàng. Đấy, cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đây ạ, chủ xe đã độ lên rất là nhiều, cả cái mặt ca lăng này cũng đã được độ lên rồi quý vị các bạn nhé, rất là đẹp. Riêng về cái phần đèn đóm này là chủ xe độ lên rất là đẹp đấy ạ. Đây, cả cái phần đèn hậu cũng đã được độ lên rồi ạ. Mời quý vị và các bạn cùng xem, đây là cái phần đèn hậu nhé. Đèn hậu cũng đã được độ lên rất là đẹp đấy ạ. Hôm nay trời nó rất là nắng cho nên nhìn cái đèn nó không được rõ, không được đẹp lắm. Chứ nếu như mà trời tối ấy, trời tối là quay lên cái phần đèn này nó rất là đẹp đấy quý vị và các bạn ạ. Đây là cái phần mà chủ xe đã độ lên về bên ngoài quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần mà chủ xe độ lên này. Và cái phần nữa là chủ xe độ lên là gương camera sườn. Đây là cái camera sườn bên lái và cả camera sườn bên phụ quý vị và các bạn nhé. Đấy, camera sườn bên phụ. Và chủ xe đã độ thêm rất là nhiều đồ, ví dụ như là từ khóa thông minh, đề nổ start top cho đến loa. Đấy, rồi parasốc trước, cái mặt ca lăng đằng trước và cái ba đờ sốc sau. Thưa với quý vị bạn, đây là cái phần ba đờ sốc sau mà chủ xe độ lên nhé. Nguyên bản thì chiếc xe đã có camera lùi, cảm biến lùi rồi. Và cái phần ba đờ sốc sau này là chủ xe độ lên. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là những cái phần mà chủ xe độ lên ấy, cái những cái ba đờ sốc trước này, kỹ phần ba đờ sốc sau này, những cái phần nguyên bản của xe là chủ xe vẫn giữ lại nhá. Nếu như quý vị các bạn muốn về nguyên bản thì vẫn còn luôn nhá, vẫn còn luôn đồ. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái nắp thùng cuốn. Đấy, nắp thùng cuốn rất khỏe mạnh cho chiếc xe Ford Ranger Wildtrak. Nguyên bản của chiếc xe Ford Ranger Wildtrak nó đã có vai thể thao rồi, giá nóc rồi, nhưng chủ xe đã lắp thêm về cái phần nắp thùng cuốn này. Đấy, và ốp thêm rất là nhiều những cái phần để bảo vệ cho chiếc xe, ví dụ như là ốp chrome cho gáo gương này, tay nắm cửa này và nẹp chân kính này. Đây là những cái phần mà chủ xe đã ốp thêm rất là cẩn thận cho nên là chiếc xe nó rất là đẹp đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn đấy ạ. Toàn bộ những cái phần ốp tay nắm cửa này, ốp chân kính này đã được chủ xe ốp lại rất là cẩn thận ạ, cho nên là chiếc xe nó rất là đẹp ạ. Đấy, nhìn cái cặp đèn này rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Thanh niên mà nhìn những chiếc xe này, mà nhìn những chiếc xe độ như thế này thì rất là thích ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký năm 2016 và mới lăn bánh được có 7 vạn km thôi. Cho nên là cái dàn lốp của nó còn nguyên bản đây quý vị và các bạn này. Dàn lốp còn nguyên bản và còn rất là dày quý vị và các bạn nhé. Cả một cái dàn lốp này là còn nguyên bản hết đấy ạ. Tôi quay chi tiết lên cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn thấy được nó còn nguyên bản và còn đẹp như thế nào. Đấy, dàn lốp rất là dày. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, là đét lốp cũng là năm 2016 luôn quý vị và các bạn nhé. Cả cái dàn lốp này còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Và tôi cũng giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị và các bạn, những chiếc xe được sản xuất đều ở Thái Lan, nhưng mà bây giờ những chiếc xe đã được nhập về Việt Nam mình, đăng ký tại Hà Nội hoặc là đăng ký ở các tỉnh, thì là những chiếc xe mà đăng ký ở tỉnh, mà nhất là những cái vùng mà có biển ấy, thì là cái gầm nó sẽ khác quý vị các bạn nhé. Còn đây là chiếc xe này đăng ký tại Hà Nội, chạy tại Hà Nội luôn, cho nên là cái gầm nó rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cái phần gầm quý vị các bạn này.
cái gầm nó rất là đẹp nha, nó không có bị gì. Đấy, còn những chiếc xe mà đã được chạy ở những cái vùng biển, ví dụ như Quảng Ninh chẳng hạn, là những chiếc xe đấy là chúng tôi mua về là nó dỉ gầm lắm ạ. Đấy, cái này thì gầm rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Tôi quay chi tiết cả phần gầm để cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây là những cái phần gầm đây này, rất là đẹp luôn quý vị và bạn ạ, chưa có dỉ gì đâu ạ. Đấy, quý vị các bạn có nhìn rõ không ạ? Tôi quay rất chi tiết đấy. Không có gì một chỗ nào luôn ạ, từ những cái giảm sóc cho đến những cái phần sắt xi này. Đấy, hay còn gọi là thước lái này, càng A này. Đấy, đều không có gì chỗ nào quý vị các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, tôi quay chi tiết cả cái phần gầm vì rất nhiều những chiếc xe bán tải như chiếc xe này thì ở tỉnh nhiều ạ. Chiếc xe này chạy ở Hà Nội rồi, tôi phải giới thiệu chi tiết hơn. Hơn nữa là nước sơn còn rất là đẹp đây quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi mới mua về, chúng tôi chỉ có mới đánh bóng thôi chứ chưa có làm gì cả, cho nên là nó rất là đẹp ạ. Đây là cái khóa mà chủ xe cũng đã độ lên là cái khóa thông minh rồi. Đấy, khóa thông minh là tôi cứ lại gần là nó tự mở cửa thôi, còn là nếu mà đi ra xa là nó tự nó khóa. Đây là khóa thông minh mà chủ xe đã độ lên ạ. Và quý vị bạn nhìn đây ạ, nước sơn còn rất là đẹp. Tôi quay hôm nay là trời nó rất là nắng, cho nên là nếu như nước sơn mà xấu là nhìn nó sẽ lộ ngay. Còn nước trời nắng như thế này là nước sơn nhìn rất là rõ luôn này. Quý vị các bạn thấy được cái nền của nó, cái nền của nó còn đẹp như thế nào đấy ạ. Đấy, rất là căng, rất là đẹp luôn đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả đâu. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết, thứ nhất là không bị đâm đụng, thứ hai là không bị va chạm, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 720 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2016 này. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất của chiếc xe rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Xe cũng đã được chủ xe độ lên khóa thông minh, cho nên là chỉ cần lại gần có chìa khóa ở trong túi quần là cái xe nó tự động mở cửa, còn đi ra xa là tự động đóng cửa và gương cũng gập điện theo ạ. Đấy, đây là cái phần keo chỉ của cái cánh cửa bên lái đây quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần keo chỉ này, chúng tôi cam kết là keo chỉ còn nguyên bản ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là keo chỉ nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản luôn nhé. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản này. Nó còn nguyên bản và còn rất đẹp quý vị và các bạn ạ. Đây là cái phần tabi này, quý vị các bạn thấy chưa? Tôi quay rất chi tiết lại để cho quý vị và các bạn cùng xem. Để quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn mà ở xa, chưa có thời gian, chưa sắp xếp được qua cửa hàng chúng tôi xem, thì quý vị và các bạn xem video này thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy được cái chất lượng của chiếc xe này nó như thế nào ạ. Đấy, ghế da nguyên bản nhé. Đây là cái má ghế đây quý vị các bạn này, má ghế lái này. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị và các bạn cứ xem cái phần má ghế này này, hoặc là những cái phần vô lăng này. Đấy, là quý vị và các bạn biết được luôn là nó còn đẹp hay xấu, chạy nhiều hay chạy ít. Đấy, đồng hồ có chính xác hay không là chúng ta phải đi xem những cái phần này. Đây là những cái phần mà người lái xe khi bước lên xe ngồi nhiều nhất là cái ghế lái này. Đẹp hay xấu là chúng ta nhìn cái ghế này đây ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên lái ạ. Đấy, táp bi cửa sau bên lái này, keo chỉ cũng còn nguyên bản quý vị các bạn nhé, chưa mất một phân keo chỉ nào cả này. Đây là keo chỉ nguyên bản. Đấy, rất là đẹp. Táp bi rất là mới này. Đấy, mặc dù chiếc xe này là chúng tôi mua về được chiều hôm qua, sáng nay là tôi cũng chỉ cho đánh bóng qua cái phần bên ngoài đi và rửa ráy qua đi là tôi đem ra đây là tôi quay giới thiệu cho quý vị và các bạn luôn đấy ạ. Nội thất ở hàng sau này thì cũng rất là mới này, gần như là không có người ngồi ở cái hàng ghế sau này, cho nên là nó rất là mới.
Đấy. Và tôi cũng tiện là cây giới thiệu cái này tôi sẽ mở cho quý vị bạn xem luôn là cái phần chủ xe độ thêm. Đây là cái phần loa mà chủ xe đã độ thêm, đây là cái âm ly của loa đây này. Đấy. Âm ly của loa ở hàng ghế sau này, chủ xe đã độ lên to đùng, nghe nhạc rất là thích nhá. Rất là đẹp luôn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option bên trong xe nhé. Bật cái ổ điện này lên để cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần đồng hồ của chiếc xe đây quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được 7 vạn km rồi quý vị và các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp và rất là nhiều option. Đấy. Chiếc xe này thì đã được trang bị là phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn, màn hình navigation đây quý vị các bạn ạ. Đây có cả màn hình navigation luôn. Đấy. Navigation, phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn. Vô lăng được bọc da, tích hợp các phím điều khiển từ điều khiển âm thanh rồi đến cruise control, kiểm soát hành trình ga tự động đây quý vị bạn ạ. Và vô lăng thì rất là mới, rất là đẹp đây. Tôi quay sát, quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn thấy được là chiếc xe này nó còn chất như thế nào, đẹp như thế nào. Đồng hồ chúng ta xem chỉ là một phần thôi, nhưng chúng ta phải xem cả về những cái phần vô lăng, cần số này thì mới thấy được là chiếc xe này chạy nhiều hay chạy ít nhé. Và xe cũng đã được trang bị cái màn hình giải trí đa phương tiện đây quý vị và các bạn, là tích hợp camera lùi. Đấy. Và chủ xe cũng đã độ lên cái đề nổ này, khóa thông minh, đề nổ start top đây quý vị và các bạn nhé. Và camera hành trình ở giữa này là camera hành trình này, và hai bên là camera sườn đây quý vị và các bạn ạ. Camera sườn để đi vào những cái chỗ chật hẹp thì chúng ta có thể soi được cả lốp xe luôn ở trên cái camera sườn này. Đây là cái phần mà chủ xe đã lắp thêm. Đấy. Option thì với chiếc xe bán tải thì 3.2, Y-Check 3.2 này có thể nói nó là đỉnh nhất rồi quý vị và các bạn ạ. Đây. Rất là đẹp và rất là mới quý vị và các bạn nhé. Và đây là cái phần nắp cốp sau quý vị và các bạn nhé. Cái nắp cốp sau này này. Đấy. Ốc này cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Ốc nguyên bản này. Keo chỉ này là cũng còn nguyên bản hết luôn đấy nhá. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì từ phía sau này. Bây giờ chúng tôi đi mua xe là thường là chúng tôi sẽ quay rất chi tiết từ những cái phần cửa sau, cốp sau cho đến là keo chỉ đây quý vị và các bạn này. Từ những cái phần keo chỉ này, những cái phần ốc ác này còn nguyên bản hết đây. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Tuy có đôi phần xước sát một chút thôi, thì đối với những chiếc xe bán tải này thì không thể tránh được. Tại vì là chúng ta thỉnh thoảng là cũng hay phải chở ít đồ lên, cho nên là xước sát thì chúng ta không tránh được. Đấy. Và đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ là cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết này. Rất là mới, rất là đẹp. Nội thất rất mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, nội thất này rất mới này, ốc bản lề này, ốc bản lề còn nguyên bản luôn đấy ạ quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần này, nội thất, những cái phần này, ghế đằng phía sau của chiếc xe đây ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau, táp bi cửa phía trước bên phụ đây quý vị và các bạn ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên ạ, chưa mất một phân keo chỉ nào cả này. Táp bi rất là mới, rất là đẹp. Đây là những cái phần này. Ốc sau này, ốc bản lề này. Vô lăng, cần số rất là đẹp rồi.
Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Trước tiên thì chúng ta hãy tìm hiểu về cái ốc cabo đã nè, xem có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì không. Thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và đây là cái phần ốc cabo nhé, keo chỉ cabo nè, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nè, chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì thì nó là còn nguyên bản như thế này. Nếu như đã tháo ra rồi, đã có sự can thiệp vào rồi thì chắc chắn là phải bị đâm đụng hay là va chạm, có vấn đề gì thì mới phải tháo ra. Chứ còn nếu còn nguyên như thế này là chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì đâu, và còn rất là đẹp ạ. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Wiretech 3.2 này là một cái khối động cơ diesel 3.2 lít quý vị các bạn nhé. Và đặc biệt là những cái ốc này của nó còn nguyên bản hết đấy quý vị các bạn này. Ốc còn nguyên bản hết, chúng tôi cam kết thứ nhất là động cơ nguyên bản, không bị ngập nước, không bị va chạm gì cả, còn nguyên bản cho nên còn đẹp này. Vì chiếc xe mới lăn bánh có 7 vạn km thôi cho nên là nó còn rất mới như này đấy quý vị các bạn ạ. Chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chỉ có dọn dẹp qua đi cái là chúng tôi đem ra đây giới thiệu cho quý vị các bạn, nó còn mới còn đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, rất là mới ạ. Sau khi dọn dẹp xong cái động cơ này thì nó mới, nó đẹp như thế này đấy ạ. À, rất nhiều người là thắc mắc là sao lại chiếc xe bán tải này nó lại chạy ít. Chắc chắn là tôi nghĩ là sẽ có người thắc mắc ạ. Vì là đa số là những chiếc xe bán tải thường là chạy rất là nhiều. Vì là nhiều người là mua xe bán tải để chạy công trình hay là để chở hàng, như chiếc xe này thì không ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Wiretech 3.2 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger Wiretech 3.2 2016 này. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 720 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.